anh đi đẩy sẵn nhà em nhỉ. Vâng. Thả em xuống.
Con cho bà mượn. Ừ. Thế con cho bà mượn vui tí nhá. Tí nó vào trả con thôi. Đấy. Lấy vào cho bà. Em còn ừ. Bà còn cho con này. Bà lấy cho con nhá, cho quà con nhá này. Đấy. Mẹ xin chưa? Cho mấy gói đi tôm nữa. Lấy đi nấu ăn nhá. Đấy. Con hộ bà lấy đi. Ê. Nặng thế nhỉ. Rồi, bà đi nhá.
Ui, quả trứng này. Trứng khều ra nhà em nhỉ. Lại khều ra. Trứng thì để anh khều cho em vậy nhá. Em ơi, ăn mì tôm đi. Ăn mì tôm đi em ơi. Em ơi, ăn mì tôm đi. Ăn đi. Đây, đây, đây. Và tí nằm mặt nha. Ăn thôi. Quá nhà em nhỉ. Ui giời, mỏng quá. Ngon lắm em. Ngon nhỉ. Anh bón cho. Đây, ngon quá. Này này này. Good. It is it that em. Good. Thật nghẹn nhé.
quá mình đói rồi em. Ăn hết rồi. Em đổ. Mẹ sao mình ngủ đi nhỉ? Để anh dọn cho. Đi ngủ đi. Cái tóc của mình sẽ để ở đây. À. Anh ơi, đi rồi đi ngủ. Đi ngủ đi. Thôi, mình đi ngủ chơi tí, chiều còn làm việc khác nhá. Vâng. Yeah.